Mẫu bàn tay thì được cái là đẹp đây, khép lại rất là chặt, màu sắc hồng hào, thể hiện là người chịu thương, chịu khó. Nói chung là chân ướt chân ráo khi sang đây chả có gì đâu, vất vả lắm, nghèo rất mùng tơi. Hai bàn tay trắng vất vả vô cùng. Nhưng mà đến bây giờ nói chung là cũng tạm ổn, nói chung không có thiếu thốn nữa. Nhưng mà vài năm nay sao nó bế tắc, nó hết chuyện này đổ đến thì chuyện kia lại đổ đến. Gia đạo vợ chồng thì lục đục xào xáo hết lên. Ê, sức khỏe thì sa sút, đau ốm, tốn tiền thuốc thang, rồi chả có tập trung mà làm ăn được, làm ăn thì cũng bị thất thoát nhiều. Nói chung là xấu cả ba phương diện, sức khỏe này, tiền bạc này, và chuyện vợ chồng luôn, đấy là xấu toàn tập luôn rồi đấy. Chị có thể thường công nhận là như vậy không? Rất là đau đầu, rất là mệt mỏi. Năm nay đang là năm hạn với chị rồi. Em thấy là trước đây cứ bảo là 49 năm, 49 tuổi 49 thì thôi cứ cố cố mấy năm, từ 48 49 thì 50, năm nay vẫn thế. Căn cứ vào mẫu bàn tay này và cái ngày tháng năm sinh thì năm nay chị 51 tuổi. Năm nay vận niên của chị vẫn là sao La Hầu. La Hầu là ngôi sao xấu, hung tinh, đem đến sự thị phi, tai tiếng, công việc thất bại, sức khỏe hao tốn, rồi tai nạn, đau bệnh. Trong nhà toàn gặp chuyện buồn không, toàn đâu đâu nó đưa tới. Vậy phải hết năm nay nữa, vẫn còn phải vất vả hết năm nay nữa, sang năm sau, sang cái vận trình sao Thái Dương, cuộc đời của chị nó mới nở hoa được. Đúng rồi, năm nay vẫn còn vất vả nhiều lắm, đau đầu nhiều lắm. Thế bây giờ cứ thôi, giờ cứ cố gắng chịu đựng. Đúng rồi, thầy cố gắng. Thầy xem cho em, bởi vì là bây giờ cho mình mới làm, bây giờ là kiểu tập rồi là bác sĩ đang bảo là bị ung thư vú, không biết là bệnh nó có nặng lắm không. Mổ thì mổ rồi, thế nhưng mà bây giờ đang chờ đợi kết quả để chuyển thuốc, thì không biết là thầy xem là bệnh nó có. Bốc khỏe ở đây thì em thấy là bệnh tình nó cũng đã đỡ rất nhiều rồi, đỡ rất nhiều rồi, đỡ khoảng 80-90% rồi đấy. Giờ chỉ có ăn uống nghỉ ngơi cho nó hợp lý, giữ gìn cái sức khỏe, rồi hàng ngày tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, mua quyển kinh Địa Tạng về rồi tụng. Chị đang ở nước nào? Tây Ban Nha. Tây Ban Nha không có đâu, ở trong Việt Nam thì em gửi em tặng cho Quyền. Tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đảm bảo với chị là cái bệnh không còn tái phát nữa. Tụng tha thiết đấy, tự nhiên là cái nghiệp của mình nó bớt đi. Đa phần đấy, những là cái căn bệnh ung thư đấy, nó đều là do theo khoa học người ta nói đều là do những cái tế bào nó phát triển bất bình thường đấy, nó phình ra, nó phát triển bất bình thường, nó lấy đi máu huyết chất dinh dưỡng ở khắp cơ thể để nó vào nó nuôi cái tế bào đó, và nó phát bất bình thường, bắt đầu nó nở to, bắt đầu nó nổ, rồi nó di căn đấy, rồi nó khiến cho bệnh nhân đau đớn đấy. Khoa học mới chỉ biết được như vậy, nhưng mà theo tâm linh thì theo em biết đó là đều là do nghiệp kiếp trước mình gây thù chuốc oán, rồi những cái vong linh đó, những cái tâm linh đó nó đi theo mình, nó chu cú trên cơ thể của mình, nó đi vào, bắt đầu là ăn chất dinh dưỡng của mình, bắt đầu nó cứ thế phát triển, nó khiến cho mình đau bệnh, rồi bắt đầu là sau nó khiến cho mình dẫn đến cái chết thôi, nếu không biết chạy chữa, không biết sám hối, rồi không biết lo lắng, dẫn đến cái chết thôi. Nói chung là mình thì cũng bị cái bệnh tật đấy, mà đổ sang ăn chay trường được 2-3 năm nay thì cũng cố gắng, gọi là thì cứ ngẫm chứ chẳng là, hay là mình ngày xưa kiếp trước mình sát sinh nhiều, mình năm nay nhiều bệnh thì cứ suy nghĩ nôm na như thế. Nhưng mà em thấy là cái mẫu bàn tay này đỡ rất nhiều rồi, tuổi thọ cao rồi đấy, không không lo chết trẻ đâu. Chắc chị lo là không biết, sợ đi sớm, sợ chết trẻ đúng không? Đấy, nhưng em thấy là tay này là sống thọ, yên tâm, ít nhất phải đến 65-70 đấy. Còn nếu mà biết đọc kinh Địa Tạng đấy, mua quyển kinh Địa Tạng về đọc tụng hàng ngày đấy, ngày nào cũng đọc, đọc đọc đi đọc lại. Ví dụ như là em tìm ở trên YouTube, mình tìm ở trên Facebook, ở YouTube ấy, mình đọc được. Được, cũng được, lên YouTube rồi ghi chép lại, lên mạng nhiều lắm rồi tự mà ghi chép vào rồi đọc. Mà đúng rồi, mình phải ghi chép lại rồi đọc.
Đấy, đọc kinh Địa Tạng để sao? Kinh Địa Tạng đọc bắt đầu nó tiêu bớt cái nghiệp chướng của mình. Rồi những cái sinh linh, những cái vong vị mà đang đi theo mình đấy, họ oan gia trái chủ đấy, họ đang đi theo mình đấy, họ báo hại mình đấy, thì họ nghe được rồi, họ cũng biết tu rồi, họ không hại mình nữa. Ê, họ thấy mình tu rồi, bắt đầu thôi họ cũng không phá mình nữa, bắt đầu là thôi. Đấy, nhưng còn bây giờ thì em thấy là khá ổn ở đấy, nhưng mà sau này có tái lại hay không vẫn là do cái hành động của chị nữa. Ngay bây giờ phải lo tu đi, tu cấp thiết đi nhé. Còn kinh tế thì đấy, sang năm sau nó ổn lại, năm sau này bớt lại đấy, sao thái dương thì tốt đấy. Còn cái chuyện vợ chồng nhà chị thì cứ lục đục mãi thôi. Không bao giờ có tiếng nói chung. Đúng rồi, lục đục suốt thôi. Thìn tuất xử mùi rơi tứ hành xung thì làm sao lấy đâu được tiếng nói chung. Không bao giờ có tiếng nói chung đâu thầy ạ. Mà cái số phận thầy xem làm gì đã bỏ, để bỏ, quyết tâm bỏ, không bỏ được. Tại cuối này. Ông này ngang lá, ngang như cua vậy đấy. Không bỏ được. Ngang lá. Giờ chị phải, giờ chị phải vướng mắc ông này, giờ phải chịu thôi, cắn răng mà chịu đựng thôi. Vâng, chị cảm ơn em. Vì là quyết tâm để dứt ra bỏ ra rồi mà không dứt được, không bỏ được như ngục tù đấy nhá. Nói chung là thôi nghĩ bỏ thôi, bây giờ già rồi chả không chả làm căng lên được gì nữa, cho nó xong. Dạ, cố gắng nhịn. Nhắm mắt cho qua một đời thôi chứ còn suy nghĩ được ra. Ông này gia trưởng lắm nhé. Đúng em. Gia trưởng lắm, bảo thủ lắm. Nhiều khi đến người thân của ông nói ông, người trong nhà ông nói ông chả nghe, cho đừng nói người ngoài hay là vợ hay là con gì hết. Vì thế trong gia đình nhiều người ghét ông ấy lắm, chả ưa gì ông ấy đâu. Và gia trưởng độc đoán, độc quyền. Đi ra nước ngoài nhiều năm mà vẫn gia trưởng, chả thay đổi thế nào. Cái tính này càng già lại càng phát triển ra nữa. Càng già con người ta lại càng khó tính, lại càng như vậy, rồi lại càng đau đầu nữa. Thế thật ra là nhiều lúc nó thật với thầy là nếu mà ăn chay, mình ăn chay niệm Phật đi cho quên đi, buông bỏ đi cho nó không chấp. Buông bỏ, không chấp. Chứ còn chấp thì chắc không sống được một ngày. Vâng. Kệ. Vâng. Muốn làm gì nào. Vâng. Thầy cho mình hỏi là đang có dự định ấy, đang có dự định là, tại vì mình đang thuê một cái lô mấy cái cửa hàng ở trong trung tâm thương mại để làm ăn đấy, nhiều tiền thuê nó cứ tăng cao quá thì đang muốn chuyển đổi ra ngoài ấy. Thì ra ngoài đường ấy thì là giá thuê nó rẻ mà nó nhẹ nhàng hơn đấy, thì không biết là có làm được, năm nay có làm được không hay năm nay mà... Năm nay thực sự là không thể làm được, để qua năm sau. Năm nay dưỡng bệnh đi nhé, rồi năm sau làm, năm sau tự nhiên mọi thứ nó thuận, mọi thứ nó đưa tới nó thuận. Còn năm nay là thời vận của chị đang xấu, xoay sở cái gì cũng chết hết. Làm cái gì nó cũng không thuận, để sang năm sau đi nhé. Năm sau trời quang mây tạnh, tự nhiên là có thứ nó run rủi, nó khiến cho mình thuận lợi thôi nhé. Không, không làm cái gì hết, coi như năm nay cũng mặc kệ thế này. Vâng, chính xác, chính xác. Tại vì là đấy, bây giờ chuyển đổi, tại vì mình đợt vừa rồi mình bệnh quá đấy. Thế là mình nghĩ là trước đây thì cửa tiệm chỉ một mình đứng tên thôi. Thế là đợt vừa rồi thì nghĩ là mình ốm bệnh này sẽ như thế nào, thì mình tính là thành lập công ty thì là cho con gái nó đứng tên cùng với mình. Thì là sau này là mình có ốm bệnh thì là nó gánh vác hết. Thế nhưng mà từ chuyển đổi mà nó lằng nhằng, xong rồi nó tiền nọ tiền kia, nó cứ thu tiền của mình, nó mệt mỏi mà mãi không xong, nó cứ lằng nhằng mãi. Mà chỉ có sang tên thôi đấy. Đã bảo thì, rồi. Thầy thử xem đấy, mà tuổi con gái của mình là sinh năm 1996 ấy, tuổi mình tí đấy, thì nó đứng cùng mình gánh vác thì có được không? Được, nó đứng được, gánh vác được nhé. Nhưng mà cái gì thì việc gì, việc năm sau mới triển khai được mọi thứ. Thế nhưng mà tại vì là khi thời hạn của cái hợp đồng cũ đến năm nay nó hết. Nó bắt buộc bây giờ phải sang tên bây giờ. Trong cái tháng này này, trong cái tháng 2 này này, nó bắt buộc phải sang tên, là phải ý là sang tên công ty. Chứ nếu mà mình mà ra hạn tiếp hợp đồng nó lại phải 5 năm sau mới đủ kiểu thế. Thế đâm ra là đến thế thời điểm này mà làm nó cứ lằng nhằng không thoát ra được. Ôi để 5 năm được. 5 năm để thấy sợ lâu quá, bởi vì rằng là ví dụ như mà có sự định thay đổi gì thì mà đã ký 5 năm rồi thì mình lại phải ở lại đúng 5 năm kiểu thế. Chả sao, 5 năm cũng được. Rồi năm nay giấy tờ nó cũng chả thuận đâu.
sao gì cũng được. Đúng rồi, kể cả việc lớn cho đến việc nhỏ, việc gì nó cũng chả thuận. Thế thì thôi em chả làm gì năm nay cả. Bởi vì là à, lại hôm vừa rồi nữa thầy hỏi vấn đề này nữa. Thầy xem em có lộc lạc về đất đai gì? Ừ, số chị cũng có lộc về đất đai nhưng mà thời vận hiện tại chưa có. Chưa đúng không? Thế ừ. Thôi chả làm gì. Tại vì là gần nhà mẹ chồng có một mảnh đất người ta đang gọi người ta bán. Thế là thằng em đến cứ gọi sang đây nó bảo có mua không. Đấy, thế bây giờ cứ đắn đo chả biết có làm gì mua, không giờ thời mua bán mua. Mua bán đất đai là việc lớn, đại sự, bởi vì nó liên quan đến khoản tiền lớn, đầu tư lớn vào đó. Và năm đấy. Nay năm nay thời vận nó cũng xấu nữa. Rồi thôi. Ừ. Em bảo là chị có lộc với đất đấy, nhưng bây giờ thời vận hiện tại chưa phải lúc. À thế ạ. Thế đấy, cứ chờ đến biết khoảng thời điểm nào không? Cụ thể nào cụ đúng. Thể tầm này năm sau là mọi thứ nó ổn trở lại. Công việc cũng tốt lại này, sức khỏe ổn lại này. À, làm ăn khá hơn này, rồi mọi thứ sẽ giải quyết được này, nó không có lây lất như thế này nữa. Nhưng mà chuyện vợ chồng chị thì vẫn mãi như vậy. À vâng, cái đấy thì em xác định rồi, em xác định rồi. Vâng, vâng. Thôi, thì là thôi cứ mua cái gì thì mua, hoặc là tiết kiệm cái gì tiết kiệm thôi, chứ cứ xác định cuộc đời là từ lúc lấy nhau giờ tự lập tự thân mình làm hết, một tay mình làm, không có chả hóng gì, chẳng có trông mong gì người chồng đấy cả. Vâng. Chả hy vọng gì. Bên này thầy họ cho em xem một vấn đề nữa, bên này cái đứa con gái của, thứ hai của em cháu sinh năm 2004 đấy, cháu nó đang học về ngành thiết kế đồ họa đấy, thì thầy xem được cái tương lai của cháu. Đứa này thì học rộng, hiểu nhiều, tư duy nó khá đấy, thông minh đấy, chúc mừng chị. Đứa này sau này nó sẽ làm dạng danh đấy nhé, thành công đấy. Cháu mình muốn học ngành khác nhưng nó lại học cái ngành đấy đó. Kệ nó, cho nó đi theo con đường mà nó yêu thích, nó sẽ thành công đấy. Thế thì gọi là con bé thôi không mà kệ nó đúng không? Dạ đúng rồi. Mới này chuyện của đứa cháu lớn đấy, cháu sinh năm 96 đấy. Cháu chồng của cháu là sinh năm 92, à đâu sinh năm 91, cháu sinh năm 91 nhưng mà hai vợ chồng nó lại mới chia tay nhau, thế đâm ra là nó bây giờ nó kiểu là chồng nó kiểu bây giờ mọi người cứ động viên là quay lại, thì thầy xem hai cái tuổi thì có thể quay lại với nhau không? Tí dí mùi mùi rùi tí. Và tí dí mùi mùi rùi tí, mà tí mùi nó rơi vào lục hại, phạm vào lục hại thì không biết bao nhiêu lần. Đấy, không biết bao nhiêu lần rồi họp rồi bàn lại với nhau rồi rút kinh nghiệm rồi thôi hứa hẹn, nhưng rồi đâu lại đóng đó, vài bữa lại đòi chia tay, đã bao nhiêu lần rồi chứ không chỉ riêng lần này đâu, rất nhiều lần rồi. Hai tụi này nó không hợp, khắc quá nhiều, rồi có họp lại rồi lại cũng tan thôi. Thì đấy, nhiều lúc biết là có đứa con chung rồi thì cũng tội đấy. À, bởi vì hai người ai cái tôi nó cũng lớn hết, con bé nhà cô cũng không chịu nhịn mà thằng kia nó cũng không nhịn. Sống trong một nhà phải có người nhịn cơ, nhưng mà có đứa nào chịu nhịn đâu, có phải không? Đấy, con gái cô nó đánh đá lắm, nó cũng không phải dạng vừa đâu, nó cũng cứng đầu lắm, gan lì lắm. Thì đấy, thì hai đứa nó bỏ yêu thì thằng chồng nó đi về Việt Nam rồi, về 5 nay rồi, xong chúng nó làm thủ tục ra tòa rồi, thì mọi người khuyên là vì thằng con có thể quay lại với nhau không ấy. Nhưng thực sự là mình không biết là nên khuyên nó như thế nào ấy. Đúng, hai đứa hai suy nghĩ khác nhau, một đứa chỉ thích ở Việt Nam, một đứa thích bên này, lập trường người tư nào? Lập trường tư tưởng khác nhau. Đúng rồi đấy, chính xác đấy. Cứ khuyên nó bảo như này, ôi mày cứ suy nghĩ làm sao vợ chồng mày tùy mày lựa chọn, mày yêu được thì mày cũng bỏ được, mày lấy được thì mày cũng ấy được. Miễn làm sao con cái chúng mày phải để cho nó có cái tình yêu thương, dù có chia tay hay là không chia tay thì luôn luôn phải để cho con cái nó đầy đủ tình yêu thương giữa cha và mẹ, hiểu chưa? Ví dụ là như vậy, để ý đứa trẻ, bởi vì em biết thừa là hai cái tuổi này nó không thể nào mà hợp được mãi được, chắc chắn sẽ phải đứt thôi. Dù gia đình có cố đẩy nhưng mà cũng vậy thôi, rồi cũng tan rã thôi. Rồi khuyên, chị đưa ra lời khuyên thôi. Mày chia tay hay là mày làm gì đấy là việc của mày. Nhưng miễn làm sao đừng để cho cái đứa con của mày nó thiếu tình thương của cha mẹ. Đấy, chia tay dù chia tay vẫn phải thỏa thuận với nhau, chăm sóc con cái ra như làm sao. Thời gian gặp mặt. Bây giờ thằng kia nó về Việt Nam rồi thì làm sao mà chăm sóc được ạ? Đấy thì chăm sóc thì về chấp nhận hết thôi, phải nuôi con.
con của mình thôi. Đấy thì nuôi con thì hàng ngày thì cũng phải gọi điện với con, hiểu không? Đấy, rồi chăm sóc tiền bạc cho con cái, hiểu không? Đấy, gọi là tình yêu thương. Ừ. Thì đấy cô nói chung cái vấn đề đấy thì nó cũng bảo là mẹ hỏi thầy giúp con xem là có cái gì nếu mà quay lại có tốt không, không thì thôi là đứt lần đứt luôn, con không muốn lằng nhằng nữa. Thế thì bảo nó không biết được hai tuổi đấy thì thực sự ra mình sống ở bên này khi chúng nó thích nhau thì chúng nó lấy nhau, chả quan tâm lắm về vấn đề tuổi tác làm sao. Nên nó yêu nhau thì nó lấy nhưng mà cũng khó khó. Chưa thôi thì bây giờ gọi là hôm nay gặp thầy đây thì thầy hướng cho là năm nay cũng không làm ăn gì và xã từ sang năm sẽ đi thì làm gì cũng được. Đúng rồi, sang năm là làm gì cũng thuận, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, còn năm nay cứ làm cái gì nó cũng thất bại hết. Việc tưởng dễ hóa thành khó kiểu vậy. Thì thấy xem nếu mà cái tuổi của mình nếu trường hợp mà mình đầu tư vào ngành ăn uống được không? Ăn uống không? Bận bịu lắm, sức khỏe của chị đang kém rồi, đâu cho phép đâu. Mà cái ngành nghề ăn uống là cái ngành nghề tất bật, sáng tối chật vật lắm, không có lúc nghỉ ngơi. Mà sức khỏe vừa trải qua một cái cú sốc như này mình phải biết dưỡng chứ. Vâng, lao vào cái này em cái này kiểu để em đầu tư thôi. Không, cũng không được, lao tâm khổ tứ nhiều lắm. Ngành nghề này đang ok thì cứ giữ như vậy mà làm, phát huy, ngành nghề này đang có kinh nghiệm, cố gắng mà phát huy nó và nâng cao tay nghề cho thật là tốt là được rồi. Đừng có tham vọng vào những ngành nghề khác, chuyên môn khác là không được đâu nhé. Vâng, ví dụ như mình đang có tiền này, ví dụ như sang năm mà mình muốn phát triển, mình mở thêm một tiền nữa thì sang được. Năm mở sang năm sẽ được, sẽ sang năm sẽ được nhé. Vâng, vâng. Bắt đầu đã cứ chờ đợi hết tất cả sang năm. Đúng rồi. Rồi. Thế chị nhá. Vâng, thế thôi ạ. Em cảm ơn thầy và cũng chúc thầy nhiều sức khỏe ạ. Rồi, ok, chào chị.